giống như là một trong những cái bệnh của đường tiêu hóa mà cái anh đó anh đi khám bác sĩ về xong là anh nói với vợ là anh là thôi anh xin phép vợ xin phép con đó là anh chắc là không sống với vợ con được nữa đâu, khóc dữ dời lắm cái chị. Đây lúc mà đi khám thì các chị biết là những ai là bác sĩ hay biết tắt đó. Em rồi đây nhé, vợ nó bị sao vậy mà anh về khóc như vậy? Anh nói ruột bầu tới hén rồi không sao nổi. Bác sĩ kết luận ruột bầu tới hén mà bên đây có cái khung tê tê nữa chứ, có tay luôn, chị bó tay luôn. Trời ơi, kết quả chuẩn đoán được rồi, tới hén bên đây có tay. Còn gì nữa thì ruột bao lâu cho tới hén. Khi các chị nhìn thấy về những kiến thức về y khoa, mình thấy rõ ràng đây là một trong những cái mà để mà có được những cái điều này thì mình đòi hỏi là mình cần phải có những cái bằng cấp, cái chuyên môn hoặc là một cái học vị, chúng ta phải đăng ký vào những lớp học thì mới có. Nhưng ngày hôm nay chỉ là một nhà phân phối, là người tiêu dùng thôi, thì chúng ta vẫn có thể có được kiến thức này rõ ràng. Thì đây là một trong những cái bước đột phá rất là lớn trong lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe thụ động. Ông bà mình nói rồi, cái chuyện đấy thế là ông bà mình nói là phòng bệnh thì chỉ có 1 đồng thôi, nhưng mà mình chữa bệnh là tới 10 đồng rồi. Ở đây cho em hỏi ai đã từng đi vào bệnh viện rồi? Rồi, khi đi vô bệnh viện rồi, các anh chị có muốn đi lần thứ hai không? Không hề đúng không? Hoặc là mình đưa người thân mình vô bệnh viện thôi, mình cảm giác xong mà cái bệnh viện nó thấy ghê quá các anh chị ha. Mình đừng có nói tới lúc mà bác sĩ thuộc nó là nằm mà hè ra như thế này. Cường nói cái cảm giác nó lạ lắm. Chỗ nó lạnh mạnh, vừa lạnh mà thấu tâm can đúng không các chị? Cho nên là không ai thích đi vào bệnh viện hết trơn. Và cũng ít khi là chúng ta thích gặp bác sĩ. Tại vì gặp bác sĩ là cái lúc đó là chúng ta phải tốn nhiều tiền và chúng ta gặp rất là nhiều sự đau đớn. Tuy nhiên, nói vậy thôi, mình không thích thôi. Nhưng mà thường là những việc mình làm á, nó sẽ không có cái để bảo vệ sức khỏe của mình. Đa phần là chúng ta sẽ gặp một số những cái việc chúng ta làm với cái việc chăm sóc sức khỏe là nó thường ngược nhau. Em ví dụ ha, kiến thức á thì nó dễ kiếm lắm, nhưng mà cái quan niệm mà bác sĩ cùng vừa nói với các chị á thì nó rất là khó. Em ví dụ hỏi các chị này ha, đó là ai biết đó là mình ăn đồ nướng là không tốt đâu? Giơ tay. Là ai còn ăn đồ nướng giữ tay đó nào? Khoảng 90% mình biết ăn đồ nướng không tốt nhưng mà mình vẫn ăn đúng không? Đó, mình thấy không? Đó là được gọi là quan niệm đó. Đó là quan niệm, nó liên quan kiến thức cái chơi nha. Quan niệm rồi, ai biết nè, thức khuya là không tốt, giơ tay. Ai còn thức sau 10 giờ, giữ nguyên đó. Các chị thấy ghê không? 99% luôn. Đó, ai biết uống bia là không tốt, giơ tay. Ai còn uống bia giữ tay đó. Đó, 100% luôn, các chị thấy ghê không? Các chị thấy đã không? Nhưng mà tại sao mình phải có bệnh, tại sao mình phải thức khuya, tại sao mình phải ăn đồ nướng, tại sao mình phải uống bia? Tại vì rất đơn giản, nhu cầu cuộc sống nó là như vậy, chúng ta không thay đổi được. Bây giờ mà ai nói thiệt luôn, hay ngủ trước 10 giờ thì chắc là mình cũng có vấn đề gì đó. Ở phòng kênh thì phải ngủ sớm như vậy. Ai mà nói mà mình không ăn đồ nướng thì thường cũng có cảm giác chắc là mình cũng hơi bị biệt lập. Tại vì bây giờ cái gì vậy ta? Ông bà mà nói là nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ luộc, ngon nhất vẫn là cái nướng. Đúng không các chị? Nếu mà em nói bây giờ là em không uống bia, không uống giọt rượu, giọt bia nào hết thì mình cảm thấy chắc là mình sống trong thành cô lập luôn á. Đúng không các chị? Đó được gọi là cái nhu cầu thiết yếu mình phải trải qua. Nhưng cái quan trọng là gì? Đó là mình phải biết kiểm soát. Mình biết kiểm soát. Cho nên là những cái lớp học giống như thế này nè các chị, hơn 10 năm rồi Cường biết giảng dạy về chăm sóc sức khỏe chủ động, Cường không khuyên các chị là sẽ cắt hết mọi thứ đâu. Bây giờ mà mình về nói em sẽ không xài điện thoại luôn, em sẽ không xài điện thoại, không được làm với xã hội luôn. 9 giờ là em đi ngủ, sáng sớm 5 giờ thức dậy là phải dùng xong, là sau đó em tự chơi một mình, em luôn không giao tiếp với ai hết. Em sẽ không có giao tiếp với ai hết. Và ai rủ em đi chơi em không đi luôn. Đó, và em sẽ tự trồng rau, trồng này trồng kia ăn luôn để bảo vệ sức khỏe của em. Thì phải khuyên cái gì làm cái điều đó. Tự nhiên nếu mà khuyên cái gì làm cái điều đó về, kêu cái chuyện chăm sóc sức khỏe chỗ đó xong, về các chị nói nếu mà chăm sóc sức khỏe kiểu này sao em thấy em cô đơn quá chà, em buồn quá, tự nhiên tự tỉ quá, đúng không? Vậy thì chúng ta vẫn phải sinh hoạt, chúng ta vẫn phải giao tiếp, chúng ta vẫn phải, đó là gì, giao lưu, chúng ta vẫn phải ăn để cho nó ngon. Tại vì không ăn cái gì biết không, đó là có ông bà có hai câu vậy nè các chị. Nếu mà mình không ăn á là mình sẽ bị, em xin lỗi cái gì, mình ăn á những cái thứ mà tôi vừa nói đó
tức là mình có thể chết vì bệnh. Nhưng mà mình không ăn á, mình bị chết thèm. Người ta ăn được bị chết thèm đúng không? Vậy thì cái quan trọng nhất đó là ăn vẫn ngon, vẫn vui, nhưng mà không bệnh, các chị thấy không? Được không? Tôi vẫn ăn, mình vẫn có thể uống một vài ly bia, mình vẫn có thể thức khuya, mình vẫn có thể ăn đồ nước, mình vẫn có thể ăn một số những cái gọi là đồ mà nó mang cái tính được gọi là có nhiều gốc tự do, nhưng mà mình vẫn khỏe. Bằng cách đó là gì các chị biết không ạ? Đó là mình phải làm sạch cái hệ tiêu hóa của mình. Thì hệ tiêu hóa của mình là cái nơi chứa những cái đó, nhưng mà mình biết cách mình làm sạch nó là mình sẽ khỏe. Tại vì mỗi ngày mình nạp vô thì nó vào, nhưng mình phải đào thải nó ra. Tại sao mình bị bệnh? Nó là bởi vì mình nạp vô nhưng nó không thoát ra được. Cái cống nhà mình á, cái gì để thấy cái gì cũng lắc xuống đó mà nó không có chỗ thoát ra thì sao? Nó hôi, đúng không? Mà nó nghẹt, nó hôi. Vậy thì cái vấn đề bệnh tật đầu tiên nhất á, cái chuyện này để ý cái người đó họ có bệnh nhiều hay bệnh ít hay không á nha. Chúng ta để ý cái hơi thở, cái hơi thở, cái hơi thở của mình này. Nếu mình đánh răng mà nói trời ơi bà nội cha, tôi đánh răng tối ngày sáng đêm mà tôi thở ra nó vẫn hôi là sao vậy ta? Là cái cống nhà mình nó bị nghẹt. Mà cái cống nó bị nghẹt thì băng cái nhà, đúng không? Thì băng thì cái hệ tiêu hóa của mình mà nó bị vấn đề là nó sẽ bị hôi. Nó sẽ hôi từ dưới này đi lên là cái gì đánh răng, cái gì nó cũng không hết thanh. Vì thì chúng ta cần phải thông cống đi. Chúng ta mua cái gì về chúng ta thục tháo cái gì, chúng ta làm cái gì đó không biết, thông cho nó sạch ra. Thì cái cống nhà mình nó bị nghẹt thì nước nó sẽ thấm vô trong nhà, thấm vô trong tường, hơi bốc lên thì cái nhà nó sạch. Mà cái hệ tiêu hóa của mình mà nó bị nghẹt rồi, nó bị ôi thiêu ở trong này mà nó không thoát ra được thì nó thấm vô trong máu, mà vô trong máu là banh lá gan, banh trái tim, banh cái thận. Cho nên 70% bệnh tật xuất phát từ hệ tiêu hóa. Vì vậy các chị lỡ uống bia nhưng ngày hôm sau các chị biết thoát cái bia đó ra, các chị lỡ ăn đồ nướng các chị biết thoát cái đồ nướng đó ra, nó chắc chắn nó không phải 100%, nó phải có thời gian để phục hồi, thì các chị vẫn giữ được sức khỏe mình vẫn tốt, thì mình vẫn sống vui, sống khỏe trọn vẹn và mình không có bị cô lập. À vậy thì cái phần của Cường sẽ giúp cho các chị làm được cái điều đó, ok không? À còn giống như cái việc đó là có nhiều, vậy em xin cái bản khác đi, là cái bản này đẹp quá để lại cho mọi người học. Cái bản này rất là đẹp, rất là chuẩn. Bác sĩ cục vẽ trái tim là thấy mê đó. Em là chỉ vẽ trái tim kiểu này thôi, I love you ok là chỉ là xong. Bác sĩ cục vẽ trái tim và ra trái tim thì nó là cái gì nha. Đây, giống như một trong những cái bệnh của đường tiêu hóa mà cái anh đó anh đi khám bác sĩ về xong là anh nói với vợ là anh là thôi, anh xin phép vợ, xin phép con, đó là anh chắc là không sống với vợ con được nữa đâu, khóc dữ trời lắm cái chị. Đây, lúc mà đi khám thì các chị biết rồi, những ai là bác sĩ hay biết tắt lắm, RLTH. Vợ nó bị sao vậy anh mà anh về khóc như vậy? Anh nó ruột lồi tới hén rồi, sống sao nổi. Bác sĩ kết luận ruột lồi tới hén, mà bên đây có cái khung DT nữa chứ, bó tay luôn, bác sĩ bó tay luôn. Trời ơi, kết quả chuẩn đoán ruột lồi tới hén bên đây bó tay. Còn gì nữa, cái ruột mà lồi ra tới hén còn gì nữa, có nhiều cái nó lồi ra tới hén nhìn thấy còn phái cái ruột lồi tới hén. Tôi như thua à, khóc quá trời, vợ cũng nói chết, kiểu này chết rồi, đi gặp bác sĩ nó chết, bác sĩ không để bó tay được, sĩ nó có đâu, rối loạn tiêu hóa bình thường thôi mấy ơi, rối loạn tiêu hóa bình thường thôi. Đây là, đây là một trong những cái bệnh, đó là cái bệnh sợ. Tức là đi khám bác sĩ về xong cầm cái chữ bác sĩ xong không biết đường đọc, sau đó hồi hộp lo lắng, đó là gọi là tâm tịnh nha các chị nha. Rồi vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta bảo vệ cái hệ tiêu hóa chúng ta tốt nhất để giải quyết vấn đề bệnh tật của chúng ta lên tới 70%? Cái gì theo một nhà khoa học của Israel đến từ Mỹ thì cô có nói đó là 70% sức khỏe của chúng ta nó nằm từ cái hệ tiêu hóa. Vậy thì các chị để ý thấy nè, hệ tiêu hóa của mình nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ đây nè các chị. Đó, vậy ăn con mắt. Ăn, đúng không? Mình sẽ ăn nè, lông mũi. Đây, từ đây. Nhiều hơn chị nói, tiêu hóa. Vậy là chắc là cái bao tử, cái đường ruột. Không, từ cái răng, cái lưỡi chứ. Ai mà rụng răng là banh tiêu hóa.
đúng không? Đúng. Mà thấy ba má mình tại sao mà ăn uống hấp thu dở vậy, còn răng bên đông ở đầu nhái, đúng không các chị? Vì thì các chị biết là trước khi mà thức ăn nó đi vô tới cái bao tử của mình á, nó đi tới cái răng cái lưỡi mình trước, rồi sau đó nó mới vô cái bao tử của chúng ta. Bao tử dễ sao quên luôn cả. đúng không bác? Phải bên này là đúng không? Tự nhiên quên vậy, bao tử nha. Đó, rồi thịt ruột, ruột non, rồi ruột già nó mới đi ra. Đó, hậu môn ở ngoài này nó đi ra, thoát ra ngoài này luôn. À, vậy thì đây, đầu tiên nhất là cái răng. Để bảo vệ cái hệ tiêu hóa, đầu tiên nhất đó là chúng ta cần phải đảm bảo sức khỏe răng miệng trước cả. Cái răng chúng ta nó phải khỏe trước cả. Cái răng có ai mà không khỏe thì nó đầu tiên nó sẽ kéo theo cái việc là tiêu hóa chúng ta không khỏe. Tại vì cái răng của chúng ta nó có cái nhiệm vụ là 80% cắt nhuyễn thức ăn. Bao tử nó chỉ có 20% nhào trộn cắt nhuyễn thức ăn thôi. Nhưng chúng ta thường, đây các chị thử nha, bây giờ bà làm thử nè, dọn cơm. Dạ, đừng mời các chị ăn cơm nha. Đây cái chén ra đây các chị. Bấy cơm, cầm đũa, cầm đũa. Ok, nè bắt đầu nè ha. Làm nè, mình thử mình đang ăn cơm nha. Làm nè, bắt đầu nè. 1, 2, 3, nhai. 1, 2, 3, nuốt ực. Hỏi các chị, nguyên một họng cơm mà mình nhai 3 cái mình nuốt, cơm nó đứt ra không? Cơm nó chưa trực đứt nữa. Một họng cơm của mình như thế này, nó cả trăm cái viên cơm, trăm cái viên viên cơm ở trong đó. Đúng không? Viên cơm đúng không? Ừ. Hạt viên cơm. Trăm cái hạt cơm. Viên trời, nó bị rối loạn ngôn ngữ nó cái gì. Chưa đi nước ngoài nữa, bị rối loạn, mà đi nước ngoài về chắc bỏ tiếng Việt luôn á. Thì các chị nhai nè, thử nè ha, các chị tưởng tượng lúc các chị ăn cơm, có phải các chị nhai từ 3 đến 5 cái gì đúng không? Đúng. Chứ 3 đến 5 cái. Mà 3 đến 5 lần nhai như vậy thì các chị vô tình tạo các lực rất là lớn cho cái bao tử. Bao tử của chúng ta là cái nơi nó nhào trộn, nó cắt nhuyễn cái thức ăn ra. Vì thì lúc mà các chị biết là 80% ở đây, 20% ở đây, chúng ta làm ngược lại, 20% ở đây, 80% ở đây, vô tình chỉ cái việc chúng ta nhai thôi là nó đã có vấn đề, nó đã có vấn đề về tiêu hóa rồi, đúng không ạ? Cho nên đầu tiên nhất chúng ta phải cải thiện cách nhai. Nhai như thế nào là đúng cách? Đó là chúng ta phải nhai từ trên 30 lần rồi chúng ta mới nuốt. Và điều này đã được ông bà mình hình ngàn xưa đã nói rồi, cái chuyện đó là nhai kỹ thì nó ngon lắm, cài sâu thì mới tốt lúa. Nhai càng kỹ thì cái gì đầu tiên nè, thứ nhất cái gì nhai kỹ á, cái cạnh hàm của chúng ta nó nhúc nhích, vô tình nó sẽ kích thích tim đẩy máu về trên não nhiều hơn, chúng ta sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn và chúng ta sẽ cảm thấy là hưng phấn hơn. Khi các chị đang ăn á, có ai đang ăn gì ăn gì ngủ không? Là vì có chuyện đó. Nói cho chuyện các chị đang nhai là máu nó sẽ chạy về não nơi nào nhúc nhích, ý ở đâu là khí ở đó nè. Cái chỗ nào mà nó có nhúc nhích là khí huyết nó chạy tới. Lúc cái gì nha, là cục 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 là bắt đầu tim bắt đầu ai cho nên thì nó tạo nên một cái tim ở đây đẩy máu lên nào, đẩy máu lên nào, dần không có ai mà vừa ăn mà vừa ngủ hết được chứ, đúng không cái gì mà mình ngồi nín thinh mình ngậm cơm mà vừa ngủ à, đúng không? Đó, cho nên đầu tiên nhất là phải nhai, và nhai khoảng từ chừng 30 lần thì chúng ta mới nuốt. À, nếu mà làm được điều đó, đầu tiên nhất là chúng ta sẽ hưng phấn, cái não chúng ta sẽ tiếp nhận được nhiều năng lượng, nhiều khí, nhiều huyết, thì ta hưng phấn, chúng ta khỏe cho cái não này. Cái thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta sẽ đỡ tốn cơm. Thiệt, cái chị nghe kỹ, cái chị ăn no lắm. À, một cái trứng, một miếng thịt, một miếng rau hay một miếng cơm chúng ta đưa vào, chúng ta phải nhai từ trên 30 lần, nó nhiễm nhừ ra luôn. Thì lúc mà cái chị nhai như vậy á, các chị có thấy là cái vòm miệng của mình nhai thức ăn á, nghe cái ngọt ngọt không? Mình nhai cơm mình nghe ngọt ngọt không? Vậy thì tinh bột á, giống như bác sĩ của lúc nãy chia sẻ, các chị thấy là tinh bột nó sẽ một phần nó sẽ được cắt chuyển từ cái men amylase, amylase đó các chị ha, cắt ra và nó sẽ hấp thu một phần tại cái vòm miệng của ta luôn, cho nên nó có cái vị rất là ngọt. À, và chúng ta ăn mà chúng ta nhai kỹ á, thì chúng ta mới cảm nhận hết cái vị của thức ăn. Một miếng thịt bò mà các chị cắt ra, các chị nhai 3 cái, các chị nuốt thì thôi rồi, cái miếng thịt bò làm sao mà ngon được, đúng không các chị? Nhai thật kỹ để chúng ta cảm nhận được cái vị của thức ăn.
thì chúng ta sẽ cảm thấy là thích hơn cái đường ngang đó. Nhưng cái quan trọng hơn đó là chúng ta đang bảo vệ được cái tiêu hóa của chúng ta. Tại vì khi các vị nhai không kỹ, thức ăn cứng nó đi vào bao tử của chúng ta, và đi vào thì cái bao tử của mình nó sẽ có nhiệm vụ là cắt nhuyễn thức ăn. Nhưng mà khi đến dưới này toàn thức ăn cứng còn cùng to 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 như thế này, thì dịch vị tiết ra nó cắt. Và các vị biết là cái bộ máy làm việc cho nó sẽ có cái quy trình, cái chu trình làm việc của nó. Nếu các vị bắt nó làm việc nhiều quá so với cái khả năng của nó thì nó sẽ không làm, nó sẽ đẩy cái thức ăn nó đi luôn. Và nó đẩy thức ăn đi luôn thì thức ăn của mình là nó sẽ đi từng cái mảng to xuống ruột non. Nhưng mà các chị có biết một điều là gì? Đó là xuống ruột non là cái nơi hấp thu dinh dưỡng. Mà làm sao hấp thu được? Khi các chị còn một thịt chà bá, khi còn một miếng cơm chà bá luôn, khi còn miếng cá chà bá, sao hấp thu? Khi hấp thu khi nào? Và chúng ta cần phải biết cơ thể ta khi thức ăn vào á, thức ăn sẽ được cắt nhỏ ra, có 3 dạng thức ăn. Nãy bác sĩ Cụ có chia sẻ các chị nghe, đừng nói lại ha. Đầu tiên nhất là tinh bột nè, thứ hai đó là đạm nè, thứ ba đó là chất béo nè. Vậy thì khi vào á thì cơ thể của chúng ta, tinh bột có nghĩa là cái gì chúng ta đưa vào thì chúng ta cảm thấy nó ngọt ngọt thì được gọi là tinh bột, bột đường nha. Cái gì nó có bột và ngọt thì cái đó được gọi là tinh bột đó. Ví dụ như cơm, bún, bánh phở, bánh mì, bắp, khoai lang, cái gì đó là nó có tinh bột đúng không? Rồi, một phần trong tinh bột này các chị nó cung cấp hai loại nha. Đó là gì? Đó là bên đây là chất xơ, bột đường. Đó, bột đường và chất xơ. Vậy thì khi các chị đưa vào thì cơ thể của chúng ta ăn cơm, ăn cái bánh, ăn cái củ khoai lang, chúng ta ăn nó mất tiền. Là tại sao? Tại vì cơ thể chúng ta không có cần cơm, không có cần bánh, không có cần khoai lang, mà cơ thể chúng ta cần đó là cắt nhuyễn những cái đó ra và nó chuyển thành một cái tên được gọi là gluco. Này, cái này là cái cơ thể chúng ta cần nè. Thì cái này nó là một cái dạng rất nhỏ nhỏ xíu xìu xíu luôn thì nó mới hấp thu được qua cái thành ruột của mình, chứ không có cục cơm hấp thu qua được thành ruột của mình đâu nha các chị nha. Không có cái bánh hấp thu qua thành ruột của mình được đâu. Thì cái cục, cái gluco này là cái nhỏ nhất mà cơ thể mình cần. Thì nếu mà cái gì nhai ngay cái vòng miệng của mình thì một phần nó đã chuyển nhuyễn xuống thì tới đây nó hấp thu vô đó. Vậy thì ai nói em ăn vô sao em khó hấp thu quá, vậy thì coi lại cái cơ chế nhai của mình trước cái đã, mình nhai cho nó kỹ trước cái đi nha. Rồi cái thứ hai đó là gì? Đó là cái lượng xơ này các chị. Nó sẽ có chia làm hai loại nữa là xơ tan và xơ không tan đó. Mà nói đến xơ nè, vậy thì mình nhìn cái răng của mình có bao nhiêu cây cái gì? 32. Có bao cây răng, bao nhiêu cây răng nhỏ? Có 4 cây hả? Vậy thì ý nghĩa nó là gì? Đó là chúng ta phải ăn rau, trái cây nhiều hơn ăn thịt. Tại vì nếu mà mình ăn thịt nhiều hơn thì cái răng nhỏ của mình nó phải nhiều hơn chứ, đúng không ạ? Nhưng mà các chị để ý lại nè, buổi trưa nay các chị ăn rau, trái cây nhiều hơn hay ăn thịt nhiều hơn? Mình chống lại tàu quá, mình muốn chơi với thiên nhiên, mình muốn đối đầu không phải được, đúng không? Mình muốn đối đầu với thiên nhiên, mẹ thiên nhiên tạo mình, ba mẹ mình cho mình 4 cái răng nhọn ăn thịt thôi, còn lại là mình ăn rau, cái răng mình là bằng nè, mình nhai rau để chi vậy? Để đảm bảo chất xơ, đúng không các chị? Nhưng mà chúng ta chơi ngộ lắm, buổi trưa nay chúng ta thấy chắc là ăn dĩa cơm chắc được 2 miếng dưa leo, còn lại miếng thịt chà bá. Là cái gì ta nói sao em ăn no, em cũng ăn dưỡng lắm, em nhận định là sao ta? Là mình coi là đúng không cái gì? Chúng ta phải tập trung ăn rau nhiều. Mỗi một ngày gì đó, cái lượng rau và trái cây của chúng ta phải đảm bảo đó là khoảng 750g trên một ngày. Rau với trái cây luôn đó nha, 750g. Có nhiều chị nó hên quá, mới uống trái dừa ký táo nó hên 750g. Các chị có ăn cái vỏ dừa không? Không. Trái dừa là cái nước nó khác à, đúng không? Rau trái cây là những cái chúng ta đưa vào bên trong, nó có xơ. Đây các chị nha, mà xơ này chia làm hai dạng, xơ tan và xơ không tan. Thì cái xơ tan này nè, hay là đó là nó sẽ giữ cho cái body của chúng ta không bao giờ lên ký. Mà không lên ký tức là chúng ta sẽ không bị mỡ, và không bị mỡ thì không bị gan nhiễm mỡ, và không bị
máu nhiễm mỡ thì sẽ không bị đánh ten, sẽ không bị banh ra gì đó, đúng không? Đó, đúng không? Cái gì nhớ giùm em, cái gì sợ vậy là em đó. Đó, chúng ta phải đảm bảo đủ cái này, đó là sơ tan, là sơ để giúp cho chúng ta ngăn chặn hấp thu cái béo không no và cholesterol. Im lắm. Đó. Rồi, cái thứ hai là sơ tan. Sơ tan nè, đó là thông cống. Nó thông cái cống nhà mình. Đó, sơ tan nó tan ra. Đó, xin lỗi các chị người đó. Xin lỗi, thông tan là nó giữ nguyên cái mảng sơ. Đôi khi chúng ta ăn vô cho đi ra, cái chúng ta nhìn thấy, ủa sao nó còn ở cái mảng sơ này vậy ta? Mừng đi, tại vì nó là cái mảng sơ không tan. Nó sẽ cào quanh cái đường ruột của mình nè. Chỗ nào dơ, cào với cái chỗ vậy đó. Nó quét. Và các chị thấy là cái ruột của mình nó có trong đây bao nhiêu đây đúng không? Nó sẽ dài gấp 5-7 lần cơ thể của mình. Vậy thì mình cao mét mấy? Mình cao 1.5 đi. Thì cái đường ruột của mình nó gấp 5 lần mình là bao nhiêu? Cái đoạn nó dài khổng lồ như nè. Và nó có rất là nhiều cái nếp gấp. Mà nhiều cái nếp gấp đó đó, là cái chỗ đó là cái chỗ bệnh đó. Cái chỗ gấp lại nè, cái chỗ mà cái nếp gấp, các chị thấy đường ruột mình nó sắc lên nha đúng không? Cái chỗ nếp gấp là nếu mà chúng ta không có đủ cái đường sơ không tan thì cái chỗ này nó sẽ bị ứ phân, và phân này nó sẽ thấm ngược vào cái độc tố này, nó sẽ thấm ngược vào trong ruột của mình, nó sẽ gây bệnh nghe đủ gấp đó. Nhưng mà nếu mình có cái lượng sơ không tan đủ thì nó giống như cái chổi, nó quét ngày nào cũng có, nó quét sạch ra thì sao? Thì tất cả những cái cặn bã, nghe cái gì nha, ở cái khu ruột già của mình nó lấy sạch ra, nó sẽ đẩy ra bên ngoài. Đó, và để biết được chúng ta có chuẩn là chúng ta dùng đủ sơ hay không thì mỗi ngày là chúng ta phải đảm bảo cái đầu tiên tối thiểu nhất là phải đi phân được một lần. Đi phân được một lần trên một ngày. Nhưng sẽ có người nói em đi phân em thấy có khi phân nó lỏng, có khi là đi không cầm luôn, nhưng mà có khi đi là ngồi ở trong đó dịnh cái bồn cầu nửa tiếng không ra, đúng không? Vậy thì để biết được cái lượng rau này của mình nè, nó đưa vào nó có đủ hay không á, thì chúng ta phải nhìn phân, chúng ta phải quan sát phân của chúng ta. Cái gì thấy hồi xưa là thời mà chưa có khoa học công nghệ hiện đại, người ta đâu có lấy phân đi xét nghiệm đâu. Những thời vua chúa ngày xưa thì người ta đi phân vô đâu? Vô cái mô bằng vàng, và mỗi ngày phải có ngự y đến lấy cái đó ra để nhìn phân, nhìn xem trong phân đó đó, rồi người ta nhìn, người ta đoán bệnh của ông vua. Ví dụ như bữa đó ông đi phân đen thùi lùi là cái gì, ông đi phân đỏ, phân xanh, phân mà nó có dính trắng vô đó là cái gì, nó có đủ á, đúng không các chị? Và các chị biết là gần đây là có cách đây hơn 2 tuần rồi, Cường có đưa một đứa cháu bên vợ của Cường đi cấp cứu, đang buổi chiều là bà đi hết Cường ơi qua dẫn bé đi cấp cứu liền. Nhưng mà thì hỏi gì vậy vậy, thì nó là cháu nó ói ra máu, mà nó mới có lớp 10 thôi, cái gì mà ói ra máu. Và sau đó trên đường đi thì Cường hỏi thì bé nó nói là hôm nay con bị đau bụng, mà con đi phân ra nó đen rồi lùi à. Thì Cường biết rồi có khả năng bị xuất huyết tiêu hóa, nhưng mà không biết là xuất huyết hay ruột hay là bao tử. Đó, mình đi phân đen là đồng nghĩa là trong phân mình có khả năng có máu trong này bị xuất huyết. Thì cuối cùng bác sĩ vô, bác sĩ kiểm tra nội soi rồi này kia, thì ra nó bị bao tử đi mới lớp 10. Và đừng hỏi ba mẹ nó, ủa sao dinh dưỡng em gửi qua, vợ gửi qua sao cho sạch, ôi nó ăn đồ kỹ lắm, vân vân. Ba mẹ mình để ý con cái mới lớp 10 thôi nha các chị, không ra là nằm lên 15 ngày chưa về, một ngày phải truyền 2 xị mao để nó xuất hoài, xuất huyết hoài luôn. 5 chai nước biển, bác sĩ không cho ăn bất kỳ cái gì, ăn vốn được, ăn vốn nó không có nhào trộn được, nhào trộn nó bị chạy, nó bị đau thì nó ghê không. Và Cường cảm thấy câu chuyện đó, Cường chở cháu đi sau cái Cường cảm thấy sao mà ba mẹ của bạn là tại sao không quan tâm đó, hai bạn nó có chứ, sáng nó vẫn ăn, chiều nó vẫn ăn, chiều nó vẫn ăn chứ, nhưng mà nó ăn cái gì mà đâu có biết, đúng không ạ? Cho nên là cái gì thấy không, do con nít nó ăn nó không có nhai, và có thể nó ăn được cứng, nó ăn những cái thức ăn mà được gọi là thức ăn rác. Cái gì biết thức ăn rác không? Ví dụ như nè, nói ra ở đây có ai thì đừng có trách Cường nghe cái gì ha, tại có thể một số chị đang bán những cái thức ăn đó, xúc xích nè, rồi
bò viên nè, thức ăn, những thức ăn mà chiên mà cái dầu nó đem cùng lùi đó, cái gì nó phá kinh cũng biết rồi. Cái gì khoai tây chiên rồi chú chiên, chú chiên thôi chứ không phải ăn cũng được rồi. Cái chiên gì đó, à mấy cái khoai tây gì đó, cái gì đó đó thì đó, mình thấy nó vẫn ăn cơm, nhưng mà thật ra cái lượng cơm ăn con nít mà cái gì thấy. Bây giờ đứa nào đi chơi cầm cái điện thoại, nó vừa nhìn cái điện thoại nó vừa ăn, ăn được bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Thì cuối cùng đạt được đến cái hệ tiêu hóa mà phải nằm viện mười mấy ngày nay, quá nguy hiểm cái gì. Và bác sĩ nói cũng may mắn là khả năng xuất huyết cũng ít, nếu mà nhiều quá nguy hiểm tiếp tục chảy nữa, cái gì phải ghê không đó. Vậy thì tại sao vậy? Bởi vì không có ăn đủ chất xơ, không uống đủ nước, và cái lượng cái việc mình nhai nó không vấn đề, cái việc mình nhai nó không vấn đề. Cho nên á, để đảm bảo mình xem coi đó là cái phân của mình nó ra nó có đạt tiêu chuẩn hay không, để coi coi cái đường ruột mà nó có sạch hay không, thì chúng ta phải coi đầu tiên nhất là cái gì, cho người ta nhìn cái hình dạng của nó đầu tiên. Đó là các chị phải coi cái hình của cái phân của mình, à cái phân mà đạt tiêu chuẩn, hình của nó là phải là hình trái chuối. Nhiều anh chị sẽ hỏi, dạ thưa nhân viên, chuối là chuối cao hay táo quả? Trái chuối già cuối, nó phải có độ cong tròn, không bị lép. Đây, nếu cái gì đi phân lép, tức là nó dẹp hoặc cục phân tròn tự nhiên nó lõm vô một lỗ, có khả năng trong đường ruột của ta nó có một cái hạt nào đó, một cái hạt nào đó, hay là một cái chỗ hạt tô phi hoặc tô phi nào đó nó dính trong đó, hoặc là một cái gì đó nó bị cứng ở trong cái đường ruột của chúng ta, thì chúng ta phải đi nội soi đường ruột liền, tránh nguy hiểm, đúng không? Cái chuyện đấy, chứ nếu cái đó là nó ác tính, nó vỡ ra cái thì rồi xong luôn, và chúng ta bị ung thư rất là nguy hiểm đó. Cho nên là phân đầu tiên nhất nó phải tròn cỡ này, nghe không? À, chứ không phải cỡ này, hoặc là trái tóc quả cỡ này là cái chết chuối của mình nha. Và nó phải có đi ra là nó phải tròn đẹp đàng hoàng, được không? Dạ. Đôi khi bây giờ chị nói bây giờ hơi bị khó à, tại nhà vệ sinh đi xong hay dám nhìn nó ớn, còn ngày xưa ở dưới quê thì sao, thấy hết trơn, đúng không? Đào cái lỗ cái là đi xuống đó cái chừng là thấy liền. Rồi cái thứ hai, hình dạng xong rồi tới cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái màu. Cái màu thì đó là màu vàng nâu. Vàng nâu tức là nó không phải vàng tươi, không phải vàng khè. Việt Nam có nhiều loại vàng đó, vàng tươi, vàng khè, vàng ché, vàng đủ thứ. Vàng nhưng mà nó hơi ngã nâu một chút xíu, là đồng nghĩa thể hiện là trong phân của mình được hấp thu hết dinh dưỡng, được không các chị? À, được hấp thu hết dinh dưỡng đó. Rồi cái thứ ba đó là gì? Nó là mùi vị hả? Ai nói vị hả? Ông nội không dám cái vụ vị hả? Mùi thì có, nhưng vị là không có nha. Mùi nhẹ. Có nhiều gì đó nữa, nếu đi phân ra mùi thơm thì sao? Đó là cái con người cái vị. Cái đi phân mà thơm đó, thì chưa thấy phân là thơm. Cái mùi nhẹ là thể hiện đó là lợi khuẩn đường ruột của chúng ta đủ. Nếu mà cái gì đi mùi quá nặng, đồng nghĩa với là chúng ta gặp hại khuẩn đường ruột quá nhiều, và tỷ lệ của hại khuẩn mà cao là nguy cơ viêm nhiễm cao, mà viêm nhiễm cao thì bệnh nó nhiều. À, và các chị có để ý thấy là con nít mà nó bệnh á, các chị thấy cái hại khuẩn nó tăng lên, bé nó đi phân rất hôi và nó nói chuyện ra cái hơi thở rất hôi, đúng không ạ? Vì ở đây chúng ta cũng vậy, nếu mình đi phân rất hôi, hơi thở của mình rất hôi là đồng nghĩa là hại khuẩn quá nhiều các chị, mà hại khuẩn nhiều quá thì cơ thể mình dễ bị viêm nhiễm. Ngoài viêm đường ruột ra thì bên cạnh đó mất đi cái lợi khuẩn là sẽ mất đi cái miễn dịch, mà mất đi cái miễn dịch là cơ thể ta sẽ không chống chọi lại với các tác nhân gây hại từ bên trong và bên ngoài, thì nó sẽ kéo theo hàng loạt các bệnh khác, chứ nó không phải là bệnh nghe tiêu hóa không. À, cho nên là cái mùi là mùi nhẹ nha, tức là chịu được, nói chung là người mình bước vô bước ra, mình bước vô thấy nó bình thường đấy. À,
chứ không phải là người bước vô xong bước ra, mình bước vô cái mình văng ngược trở ra lại là cái gì nguy hiểm. Rồi cái thứ tư là gì? Hình, màu, mùi, đồ chìm nổi. Đồ chìm nổi là sao? Chìm nổi bây giờ là cũng khó thôi. Đồ chìm nổi á, đó là tỷ lệ chính xác thì mình không biết bao nhiêu, nhưng mà nó phải có vừa chìm vừa nổi. Vừa chìm vừa nổi, chứ không phải là đi cái bẩm nó chìm mất tiêu. Nó chìm mất tiêu luôn là cái lượng khoáng trong cơ thể nó không được hấp thu, nó nặng quá nó đi mất tiêu cho các chị. Còn mình đi tè cũng nổi leo phèo thì hỡi là chúng ta không có cái sơ trong cơ thể mình, nó cũng được, cũng có cái nổi leo phèo hết trơn. Không có, nó phải có độ chìm và nổi của nó. Tỷ lệ thì á, đừng không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mà nó phải có vừa chìm và vừa nổi. Được không các chị ha? Có nổi và có chìm, chứ không bao giờ mình chìm không mà nổi không nha. Rồi, thứ năm, đó là gì? Cái gì cái gì? Hả? À, thứ năm, đó là gì? Đó là thời gian, tức là khả năng chúng ta đi á. Đó là chúng ta đi, nó phải nhẹ, không có rặn nha. Có nhiều anh chị chắc chắn đã có một thời gian đã từng luôn, đã từng nè, cái bụng mình rất là nặng, cái là vô nhà vệ sinh xong ngồi xuống cái làm cái ồ ra một cái, trời ơi nó đã nhẹ, rất là nhẹ, đạt tiêu chuẩn. Còn mà mình vô cái mình ngồi mình nhịn chết à, thì cái điều này nó sẽ có hai nguyên nhân xảy ra. Thứ nhất đó là cái gì thiếu nước, thiếu cái khả năng đẩy phân, cái gì bị khô, thiếu sơ, thiếu nước nó không đẩy được. Cái thứ hai, cái vấn đề thần kinh, cái gì có vấn đề. Cái gì đi vô nhà vệ sinh lạ, cái gì đi không được, đúng không ạ? Hoặc là nhà vệ sinh cái gì thấy nó không sạch sẽ, cái gì đi không được, nó là do vấn đề thần kinh. Thì cái gì sẽ bổ sung tăng cường thêm B complex và canxi nhập nhầy, thì nó sẽ kích hoạt nhu động ruột của chúng ta làm việc tốt hơn, để nó đẩy cái phân nó ra ngoài, uống nước ra cái gì nha. Đó, rồi nhớ là đi nhẹ nha, chứ không có đi một cách nặng nề. Và cái thứ sáu là tiêu chuẩn cao nhất luôn, mình đi ở khách sạn 5 sao nhưng mà phân là nó có tới 6 sao rồi. Cái thứ sáu này nếu ai mà đạt được cái tiêu chuẩn này là coi như là chúng ta cực kỳ tuyệt vời, là chúng ta cái đường ruột chúng ta nó rất là đã luôn. Ai muốn đạt cái tiêu chuẩn này giơ tay, quá nhiều đúng không? Đó là đi xong khỏi chùi cũng được. Đó là gì? Đó là phân nó không có động lại hậu môn chúng ta, nó sẽ không dính lại cho hậu môn của chúng ta. Nếu mà các vị đi phân mà phân nó dính tèn le chùi hoài không hết, có khả năng các vị bị dính, các vị đang bị giảm, có khả năng ngày hôm sau các vị bị cảm. Ai mà có để ý thấy là mình uống rượu bia hơi nhiều, sáng ngày hôm sau đi phân ra nó dính tèn le không, đúng không? Và nó rất là khó chịu, tại vì các vị uống một lượng rượu bia và nó chết mất tiêu cái lợi khuẩn hết trơn rồi, cái con lợi khuẩn sẽ sống nổi với cái cồn đó, cái gì gì chết ngắt hết trơn rồi, đúng không? Cho nên là cái gì ha, để đảm bảo được chúng ta có đạt cái tiêu chuẩn giống như thế này thì đầu tiên nhất đó là chúng ta phải nhai, nhai cho nó kỹ giùm em cái, được không các chị? Cái thứ hai, chúng ta phải ăn đủ cái lượng rau củ quả trái cây. Hồi nãy em như thế nào thì bác sĩ Cường cũng nói rồi ha, cái lượng omega 3 của Win 10 thì cũng nói nữa, nhưng mà tôi muốn tập trung cái đường ruột. Cái thứ ba, cái gì phải uống đủ nước giùm em. Cái thứ tư, cái gì phải có vận động. Tại vì vận động là một trong những cái cơ chế giúp kích thích máu huyết lưu thông và đào thải rác thải qua nhiều đường, kích thích cho việc chuyển hóa, đào thải, hỗ trợ gan của chúng ta. Và đặc biệt là các chị sẽ đảm bảo việc tiêu hóa chúng ta tốt. Gần đây được phát hiện ra bảo vệ lá gan của chúng ta thì cái bao tử của chúng ta, xin lỗi các chị, đường của chúng ta nó sẽ tốt. Khi các chị bảo vệ tốt cái lá gan thì sẽ hỗ trợ đi phân cực kỳ tốt. Tại vì Cường có một thời gian là Cường thử dùng một ngày từ 9 đến 12 viên gan để mình xem cơ thể của mình nó tiếp nhận như thế này. Và các chị ơi, là buổi sáng đi phân cái ào liền và đi rất nhẹ nhàng, tại vì gan mình nó khỏe. À các chị, kết hợp với là sơ rồi này kia luôn đó nha, sơ uống nước đầy đủ đó và đi phân rất là khỏe luôn, cực kỳ khỏe. Cho nên là các chị nào mà đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì ngoài việc chúng ta cải thiện cái sức khỏe hệ tiêu hóa như Cường nói, thì các chị tập trung cải thiện sức khỏe lá gan thêm nhiều thêm để tăng khả năng đào thải ra, được không các chị? Và một loại dinh dưỡng
mà chúng ta không thể thiếu, đó là chúng ta cần phải dùng probiotic. Các chị biết probiotic không? Đây nè, đây nè, tăng lợi khuẩn 6,3 tỷ con lợi khuẩn ở trong đây. Người bình thường 1000 gói, người có vấn đề hệ tiêu hóa 2-3 gói, người mà cảm thấy hơi thở mình có vấn đề, cơ thể dễ bị viêm nhiễm, đặc biệt là mấy chị phụ nữ đó dễ bị viêm nhiễm âm hộ, dùng cái này đi, mình sẽ thấy là khả năng hết viêm nhiễm rất là nhanh, tại vì nó là lợi khuẩn, nó tăng cái lượng khuẩn tốt bên trong cơ thể chúng ta, thì nó có khả năng chống chọi lại các vi khuẩn có hại cho cơ thể của mình. Có phải là mình viêm nhiễm là do vi khuẩn gây ra không? Đúng không? Đúng. À, cho nên đó là cái cách để chúng ta bảo vệ hệ tiêu hóa của chúng ta, mà chúng ta nhìn vào phân chúng ta để chúng ta biết cái điều đó. Rồi các chị, vậy thì khi các chị biết được nè, cái việc chúng ta đi phân có vấn đề, thì chúng ta hiểu được cái kiến thức tôi vừa nói, có phải ngày hôm sau các chị sẽ nhai nhiều viên sơ hơn không? Các chị sẽ uống viên chức năng gan nhiều hơn đúng không? Các chị sẽ nhai uống thêm nhiều cái lợi khuẩn đúng không? Bình thường ví dụ mình ngày mình nhai một viên sơ, mình uống 2 viên gan, mình uống nước một ngày đã bảo đủ 2.5 lít, và mình uống một ngày đó là 1 viên probiotic. Nhưng tự nhiên mình cảm thấy sau mấy ngày nay mình đi phân nó có vấn đề ta, vậy thì mình sẽ biết, thôi em sẽ tăng cường thêm 2 viên sơ, em sẽ tăng cường thêm buổi sáng vận động, em sẽ uống nhiều nước, cắn hơn một chút xíu, em sẽ giảm cà phê sữa lại, và em sẽ dùng tăng cường cái probiotic lên đó. Vậy thì cuối cùng đó là bảo vệ cơ thể của mình, không phải tức là chúng ta có kiến thức không, mà chúng ta cần phải có một cái quan niệm chăm sóc sức khỏe là như vậy. Cái gì chúng ta phải biết cách tạo dựng, ví dụ này, cái gì lâu lâu cũng thấy Cường cũng nhậu đúng không, nhưng mà Cường biết ví dụ ngày mai có tiền là hôm nay ok 12 viên gan, 12 viên sen, 12 viên b, uống 3 gói rồi bay, nhai 3 viên sơ, làm sạch cái đường hát cho nó sạch sẽ chứ cái. Sau đó bữa sau đi nhậu đúng không, mình biết thế là mình cũng nhậu nhiều mà, thì mình cũng sẽ uống trước khi vô uống bia, thì mình sẽ uống C chiếc năng ga về trong đây nhai sờ cái uống một bài tiếp vô, đặc biệt nhậu về kiểu chi cũng biết, ráng bò ra xé mấy gói đồ bay thảy vô liền để bảo vệ cái hệ tiêu hóa của mình. Sáng ngày sau thức dậy vô nhà vệ sinh các chị hai đi xong hết là ra tiếp tục protein bảo dưỡng cho cơ thể khỏe bình thường. Vậy thì có phải là mình vẫn có thể đảm bảo cơ thể của mình vẫn vui vẻ, vẫn giao tiếp, nhưng mình vẫn đảm bảo được sức khỏe không? Chứ giờ đâu có thể nào mà mình bắt mình, nếu mà các chị có thể giải quyết luôn những cái vấn đề đó là không ăn đồ nướng, chúng ta hít thở không khí sạch, chúng ta uống nước sạch, chúng ta không có ăn những cái gì gây hại cho cơ thể của mình, chúng ta không nhậu nhẹt không tiêu hóa tốt. Nhưng nếu những người có kiến thức mà có quan niệm chăm sóc sức khỏe giống như Thường vừa nói, các chị cái cách của Thường vậy đó, thì mình vẫn có thể bảo dưỡng được cơ thể của mình. Các chị thấy lớp học gì nó quan trọng không? Kiến thức quan trọng không? Quá quan trọng luôn đó các chị. Và nếu các chị bảo vệ được cái chỗ này của mình là chúng ta sẽ giải quyết được 70% bệnh tật, và chúng ta bảo vệ thêm cái lá gan mà bác sĩ Cường vừa nói các chị đó, thì khả năng chúng ta sẽ có thêm khoảng 30% nữa. Tại vì gan lọc máu, đúng không các chị? Máu sạch, tiêu hóa sạch, uống đủ, ăn đủ thức ăn để tạo máu, tức là đạm tạo máu. Cái gì mà nghe cái từ đạm là các chị sẽ biết là tạo máu đó. Protein là đạm, thịt cá trứng sữa là đạm, tách béo ra là toàn là đạm không, được không ạ? Và cái thứ ba chúng ta cũng cần phải có, đó là béo. Có hai dạng béo no và không no. Theo các chị hai dạng này cái nào tốt? No và không no, cái nào cũng tốt hết. Nếu cơ thể của mình mà mình không đưa cái béo no vào thì não của mình nó sẽ thiếu năng lượng nha các chị. Và não mình thiếu, có nhiều chị nói em hoàn toàn không ăn mỡ luôn nha, là khả năng não cái gì sẽ thiếu năng lượng. Các chị biết cái não của mình là nó cần béo kinh khủng không? Đặc biệt là mấy đứa trẻ dưới 10 tuổi là ăn nhiều cholesterol và chất béo no càng tốt, tại vì cái não của bé dưới 10 tuổi là nó cần, rất cần năng lượng. Trên 10 tuổi giống như mình nè, là những em bé sống lâu năm á, là chúng ta sẽ hạn chế bớt, và chúng ta sợ nhất là cái béo gì các chị biết không? Biến tính. Là chúng ta, cái này là chúng ta sợ nhất. Còn béo no chúng ta tiết chế lại, ăn ít thôi. Còn béo không no ăn nhiều lên. Béo không no, cái béo tốt nhất là cái béo omega 3, là cái béo đánh thông cái mạch máu nè. Nhưng mà béo no là phải có.
nghe cái gì vẫn phải có nhưng mà ít. Còn cái béo mà biến tính là béo gen hát đó hoàn toàn không đưa vô. Dầu ăn chiên quá 180 độ là dầu ăn nó chuyển sang biến tính. Cái gì mà cái gì đưa lên nướng chiên nó thơm lên là nó chuyển qua biến tính, nó lãng gì đó. Mà chiên không thơm thì sao ăn, đúng không cái gì? Mà thơm là biến tính. Đặc biệt nè, sốt mayonnaise biến tính kinh khủng khiếp. Đó là bị huy rác hóa luôn cái gì, tức là người ta đã dùng tới phương pháp huy rác hóa, người ta chuyển thành một cái mùi thơm trộn ngào ngạt đắng luôn. Rồi vung hay lắc mà lắc cái gì lên mà cái gì thấy nó thơm cả đời, nó biến tính kinh khủng khiếp luôn. Và đó chính là nguyên nhân gây ra những cái này. Mấy cái biến tính là gây ra cái này: mỡ gan, mỡ máu, hại tim. Nhưng mà giờ lỡ ăn rồi sao? Thải ra. Thải ra làm sao? Chức năng gan cải thiện được tiêu hóa và béo không no, nó có khả năng hút cái béo biến tính này chuyển vô lá gan, rồi sau đó thải ra ngoài bằng đường phân. Không no có nghĩa là đói. Đói thì nó sẽ tìm đến mấy cái thằng nào mà nó dư, nó đói nó sẽ đi ăn mà, nó sẽ bắt những cái thằng chạy khơi khơi, mấy cái thằng mà nó chạy khơi khơi cho mặt máu mình nè, ê chạy đi đâu bắt hốt rồi hết, hốt rồi hết, nó lôi vào lá gan thải ra ngoài. Bởi vì cái gì muốn bảo vệ tim mạch của mình á, có nhiều anh chị đó là muốn bảo vệ tim mạch mà quên cái viên omega 3 là không được. Cái gì thấy bác sĩ cuộc luôn có cái viên omega 3 đây không, đúng không cái gì? Cho nên mình nói về cái sức khỏe tổng quát là mình phải nói chung đó là hai chỗ: máu và tiêu hóa. Cái xin lỗi, ba chỗ: não, máu và tiêu hóa. Não là tư duy, là quan niệm. Nếu cái gì học xong mà cái gì về các chị nói thôi vậy thôi chứ về nhà thức khuya cũng thích nhiều chút, rồi uống bia uống nhiều chút là vấn đề đó, đúng không ạ? Tuy nhiên ta có vấn đề không tiếp theo. Cái thứ hai là máu. Máu thì phải nhớ đến gan, gan lọc máu. Và cái gì tạo máu? Đạm tạo máu. Cái thứ ba, anh xin lỗi, trong máu phải nhớ thanh lọc và glucose khô hay gamma hút cái lượng mỡ thừa. Và cái thứ ba đó là gì? Tiêu hóa quyết thì cơ thể tập được không? Dễ không? Người lớn tuổi người trẻ, vì cái người lớn tuổi nói vì lớn tuổi trẻ tuổi là sao giống nhau được hết. Tại sao? Tại mấy cái này có răng hay không có răng cũng uống được, đúng không anh chị? Đưa cục thịt bò nhưng mà dinh dưỡng, nó có dinh dưỡng bổ sung, dinh dưỡng bảo vệ, dinh dưỡng phục hồi chức năng, thì từ từ các chị sẽ tham dự nhiều lớp học thì các chị sẽ biết nhiều hơn. Đó, các chị nghe. Rồi, phần còn lại của chương trình thì Cường sẽ dành cho ba anh chị có ba cái câu hỏi mà các chị cần hỏi các chuyên viên ở đây. Rồi, sau đó thì chúng tôi sẽ có bốn cái bàn của bốn chuyên viên sẽ hỗ trợ riêng cho các chị nha. Rồi, Cường xin phép mời ba câu hỏi các chị nha. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.